đó hả? Rồi tiếp, nếu con muốn thọ Bát Quan Trai Giới mà không thể đến chùa để xin giới với quý sư thì ở nhà con xin giới như thế nào? Môn sư chỉ dạy cho con. Sư không biết là sư trả lời cái câu hỏi này lần thứ bao nhiêu rồi. Sư trả lời rất là nhiều rồi, cho nên bây giờ sư chỉ nói ngắn gọn thôi, nói ngắn gọn thôi là được. À, quý cái người mà muốn xin giới tại nhà tại gia đó thì chỉ cần hướng về phía mặt trời, là hướng về phía đông đó, hoặc là hướng về phía bàn thờ Phật đó, rồi xin thọ Bát Quan Trai Giới. Nhưng mà những cái đó thì sư chỉ nói ngắn gọn như vậy, còn muốn tìm hiểu kỹ hơn thì vui lòng tìm lại những cái bài vấn đáp, hoặc là cái phần giảng về cái Bát Quan Trai Giới đó. Sư đã giảng ở trong cái phần Phật Pháp Nền Tảng, coi tìm trong hai cái đó, một là vấn đáp Phật Pháp, hai là trong cái Phật Pháp Nền Tảng, sư đã nói rồi ha.